mới đây thôi, chỉ mới có 2-3 ngày thôi đó, mà cái bộ đồ của nội giả nó muốn chặt rồi. Thôi, coi như bữa nay là cái bữa cuối cùng cho nội giả bận cái bộ đồ này. Chặt cứng rồi bà con ơi. Chặt cứng là theo tôi nói thôi, chứ nó bận vô vẫn còn thoải mái nha. Tôi cảm giác nó chặt thôi. Mới có 2-3 bữa trước bận vô nó còn lóng le, mà bây giờ nè, vừa hết luôn. Thấy không? Đảm bảo 2 ngày nữa chắc không vừa đâu. Mặc đỡ đi mày. Bà con này nó lì lắm bà con ơi. Bận đồ vô cho nó hả, nó cắn xé đồ mà nó quạo nha. Nó quạo, nó chửi. Ồ, cái nết con này nó dữ lắm. Bởi vì tôi nói rồi, mua đồ cho mèo con mà mua mấy cái bộ rẻ tiền thì cũng còn mua được nha. Chứ mua mấy bộ mắc tiền uổng lắm. Bận được có 2-3 ngày mà con nội giả này nó lớn nhanh giả man luôn á trời. Mỗi ngày tôi thấy là nó thay đổi nhanh lắm bà con ơi. Hồi lúc trước là cái màu mắt của nó là cái màu nó hơi trong trong. Còn bây giờ thì nó quay về giống những con mèo bình thường rồi nha. Cái tướng của nội giả nữa. Hồi lúc trước mình thấy nó tròn tròn. Đâu phải lúc trước đâu, 2-3 ngày trước thôi. Còn bây giờ nè, sao con nó lớn nhanh giả man vậy trời. Hình như những con mèo ta nó lớn rất là nhanh nha. Nhất là những đứa mà con của mèo hoang á, ăn uống nhiều là lớn nhanh nè. Rõ ràng là tôi không có cho nó ăn theo cái sở thích của nó đâu. Tôi cho ăn theo bữa. Xong cái bữa đó thì đợi 2-3 tiếng mới ăn tiếp. Vậy mà cũng lớn nhanh. Nè, hai bộ đồ thấy không? Vừa hết luôn. Mà đối với tôi, cái bộ này là chặt rồi. Có nhiều người thích bận đồ cho mèo cho nó vừa hết, vừa kín luôn, để chụp hình cho nó đẹp. Còn tôi thì khoái con mèo tôi bận cái đồ nó lộng gãy thoải mái chút xíu. Rồi, mọi người ngắm cái bộ đồ này của nội giả đi. Chắc là bữa nay là bận cuối cùng mà không bận nữa đâu. Tôi thấy nó chặt rồi, muốn chui. Mới hôm qua hôm kia nó chui vô là lọt nha bà con. Mà bữa nay chui vô không được rồi đó. Thấy cái tốc độ lớn của nội giả chưa? Mà tôi cho nội giả ăn uống bình thường chứ không có ăn đồ bổ giống như con của bạn Ngầu. Tại vì hồi đó con Ngầu nó bị thiếu sữa, do đó tôi mới cung cấp chất bổ. Còn con nội giả nó khỏe mạnh sẵn rồi. Mình cho nó ăn đồ ngon nhiều quá, sợ nó quen. Nãy bây giờ đâu chui được. Không hề. Đang nói chuyện với mọi người thông qua cái micro mới mua. Cái micro rẻ tiền đó. Mọi người nghe cái giọng thấy sao? Có vẻ như là nó hơi đục phải không? Nó giống như là bị khăn tiếng vậy đó. Đúng là tiền nào của nấy ha. Cái giọng vậy mọi người nghe quen không? Có thấy giống như bình thường không? Hay là nó hơi khác một chút? Nhìn gì nội giả? Bà coi kìa. Y. Cái mặt con nội giả khá là giống con vàng em nha bà con. Vàng em hồi đó là cái mặt của nó cũng có cái đốm trắng. Nó xung quanh cũng có cái viền trắng trắng vậy nè. Mà tay chân của vàng em là màu trắng. Hai tay hai chân trắng. Còn con này nó giống vui vậy. Vàng muốn hết. Rồi giỡn với cái bóng. Tội nghiệp phải không? Không có ai giỡn. Giỡn với cái bóng cho đỡ buồn. Thôi mọi người tranh thủ ngắm nồi vẽ đi nha. Nữa nó lớn lên nó chắc không còn dễ thương giống vậy nữa đâu. Cũng giống như bà con của Ngầu thôi. Hồi nhỏ đứa nào đứa nấy trời ơi nhìn thấy cưng. Mà lớn lên một cái thôi. Để coi con này nó có thích văn nghệ không nha. Trời. Nghe tiếng đờn bỏ chạy liền. Rồi con này là cái thứ chợ búa bà con ơi. Nó không khoái văn nghệ đâu. Có nhiều bạn nói là sao mà chị đăng video toàn là giờ linh không vậy? Cái giờ mà người ta ngủ rồi chị mới đăng. Nói ơi, mình rất là muốn đăng video ngay cái buổi trưa hoặc buổi chiều. Nhưng mà mấy ngày nay ban ngày người ta hàng đồ làm đồ rất là ồn. Mà cái phòng cách âm nó thiệt. Vô trong đó giống như là không có phòng vậy đó. Nó cũng ồn mà. Nói chung xây cái phòng cách âm kỳ này là thất bại. Nó không cách âm, nó chỉ giảm tiếng ồn. Cái tiếng chim yến kêu hay là nó ồn quá nó chỉ giảm thôi. Cách âm con khỉ gì. Nói chung là thất bại. Mình không có làm video ban ngày được nha bà con. Do đó buổi tối mình mới làm. Hiểu không? Thôi thông cảm đi. Tôi nghĩ nhanh nhất ở chừng 4 ngày. 4 ngày nữa là hoàn thành hết trơn rồi. Không phải hoàn thành hết mà mình sẽ nghỉ ngơi thời gian mới làm tiếp. Tự nhiên xây cái nhà kho xong, làm luôn cái giường. Sân giường xong rồi đó. Rồi xây luôn cái hàng rào. Rồi rào con đếm lại. Coi như là mình chịu cực một khoảng thời gian đi. Rồi sau đó là mọi thứ quay về như cũ. Ra video như mỗi ngày bình thường. Tôi nhớ hồi đó ngày tôi ra tới 2-3 video. Có khi 4 video. Mà bây giờ nó ồn ào quá. Phòng cách âm cũng không có làm được cái gì. Cái phòng đó sau này chắc để dành cho mấy mèo ở chứ không phải cách âm. Không có làm việc được. Thôi đợi đi. Khi cái nhà hoàn thành hết trơn rồi thì ok. Nhưng tụi mình vẫn còn một cái điều lo lắng. Là con nồi dẻ. Nồi dẻ nó phải an toàn. Chích ngừa đầy đủ không có bệnh. Trong thời gian chích ngừa là phải trông chừng nó dữ lắm đó.
Theo mọi người, tôi nên đưa con nòi giả gửi thú y xuyên suốt trong thời gian chích ngừa luôn, hay là chích xong đem về nhà dưỡng cho nó? Nhưng mà đem về nhà dưỡng là hơi mệt nha. Nếu cái mầm bệnh của nó có sẵn, nó đổ ra một cái là lây cho cả bầy ở nhà tôi luôn. Mà nếu gửi nó đi thú y thì sợ khi mà đem về á, nó lạ mùi hết với mấy mèo. Cho nó ở đây á, nó đi lãng vảng qua lại, tụi nó nhìn cái mặt còn quen, nó đi qua đi lại còn biết nha. Mà gửi thú y á, nghe nói là một mũi chích ngừa, mũi đầu tiên cách mũi thứ hai hình như 15 ngày lận đó. Có nghĩa là gửi con nòi giả 15 ngày. Mọi người nghĩ coi, 2-3 ngày nó đã lớn như vậy rồi, 15 ngày nó lạ tới cỡ nào. Hơi bị khó xử. Ôi trời, chui chui kìa. Mới hôm qua hôm kia chui, chui lọt. Bữa nay chui hết lọt rồi. Nói chứ mèo ta, nó gặp nhiều chuyện xui rủi. Nhưng mà một khi mà nó được nuôi nấng đàng hoàng là nó phát, nó phát mau lắm. Ê ê, cái gì đó? Gì vậy? Rồi rồi, chờ con cào cào. Thôi nghe, thôi nghe. Lần đầu tiên trong đời thấy cào cào, không dám làm gì, còn ngây thơ. Với lại mình bận cái áo vô cho nó ha, nó không có được thoải mái vậy đó, nó không có được cào cào. Nói chứ mấy con mèo quậy quậy á, mọi người hãy tập bận đồ cho nó đi. Khi mà bận đồ vô cũng như là có cái gì nó ràng buộc nó, nó không có quậy nữa. Nhưng mà đừng có bận cái đồ nào chặt quá nha, thì vừa phải thôi. Cái vấn đề con nòi giả là tôi hơi bị nhức đầu nè. Một là gửi nó đi thú y luôn, hai là mình để ở nhà, mà để ở nhà còn hồi hộp hơn nữa, hơi khó xử nè. Coi coi, nó nhìn con khế thúi kìa. Con khế á, lần đầu nhìn mèo con là cái mặt của nó ngầu lắm nha. Coi coi nào, nó dễ dợm đó, bốn mắt nhìn nhau. Nó còn thấy ghiệm nào dễ cho bà con thấy chưa? Rồi còn cái mặt dữ kìa, nó nào dễ rén liền. Chẳng qua con khế nó không làm dữ thôi, chứ cái mặt con khế mà làm dữ rất là quay, con nào nhìn cũng phải sợ. Nó thấy chưa, cái kênh kìa. Thôi mày cứ làm mặt đi hoài đi nghe khế, chứ mày làm cái mặt ngáo là con nào dễ leo đầu mày nó ngồi đó. Nó cái nhà kho giả mang chưa, dặn đèn lên là ở ngoài bộ hông á, nó bay vô một đống luôn nè bà con. Hỏi sao mà ở nhà không dám dặn đèn. Khế coi cái mặt khế nó ngầu nhìn hại ghê. Ngáp, trời ơi, ngầu đã rồi ngáp. Và khi nòi giả nhìn thấy con khế ngáp, hình như nó chuyển qua cái chế độ hết sợ rồi. Rồi, ở vậy tao nói ngáp làm chi? Nó nhìn thấy cái mặt ngáo của mày rồi xong. Con khế mà nó ngầu là con mèo khác sẽ sợ, mà con khế nó thả lỏng khuôn mặt, không có còn căng cơ, là đứa khác sẽ leo lên đầu con khế. Thiệt là tội nghiệp. Thôi bây giờ mình đi kiếm gì ăn đây. Nãy giờ tôi nói chuyện với mọi người qua cái mic cài áo, không biết cái giọng sao ha. Trời 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 trời. Thôi thôi, phải đưa con nòi giả vô chuồng đây. Để ngoài này nó nhào ghét rồi, nó ra ngoài nó gặp khế nó nhào vậy. Mệt à. Coi kìa. Coi coi kìa. Có cái áo cản trở nó, nếu không có áo nãy giờ dù dập nhiều hơn. Dừng áo gà chứ. Rồi rồi con vui nè, vui kìa, chụp vui đi. Ừ. Vô. Xử nó. Nó dễ dám chụp vui không? Đó. Vui sợ. Lúc này cái mặt của khế như kiểu, hồi xưa con vui giống con này, đâu có quậy như con này đâu ta. Nó đâu có hổn láo nó chụp cái đầu mình vậy đâu. Trời ơi, con này mình chăm nó không biết cảnh tượng sẽ như thế nào nữa. Nhưng không sao, bất quá nó khùng giống con dòi là cùng thôi. Tao nghĩ nó không có khùng hơn con dòi đâu. Rồi bây giờ mình đi ăn đây. Bye bye mọi người.